Giống thằng này cây cây ngọt ngọt hơn, quên này cái bị chua chất quá. Ok, xin chào cả nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một đề tài mới trong cái kênh channel của mình, đó là mình sẽ review và sẽ đánh giá các sản phẩm nước tương, nước sốt, nước mắm các loại đó. Và cái loại hương vị đó mỗi loại sẽ như thế nào, và so sánh với các sản phẩm mà cùng loại đó thì loại nào sẽ tốt hơn, ngon hơn đó. Và cuối cùng là cái sốt đó, nước tương đó mình ăn với món nào sẽ ngon hơn đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tập đầu tiên các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ bạn, thì mình sẽ giới thiệu về các sản phẩm trong hệ thống của thằng Liam Ki. Thì hiện giờ mình chỉ có vài sản phẩm đây, là như là cái phần mà tương hột ớt nè, tương ớt nè, và tương sốt ướt đồ nướng nữa các bạn, đó, và tương XO đây, đó. Và đây là hệ thống sản phẩm của hàng Chodimax, cũng là hệ thống sản phẩm rất nổi tiếng. Đây, thì giờ mình sẽ bắt đầu với cái hai hệ thống này trước các bạn nha. Ok, xin chào cả nhà. Thì giờ tiên mình sẽ đánh giá cái loại tương ớt trước cả nhà nha. Đây, tương ớt nó có 3 loại các bạn nha. Đây loại của cả nhà, tương ớt đây. Loại nhỏ các bạn, loại này thì chúng ta thường thấy trong mấy cái cửa hàng thức ăn nhanh các bạn, như KFC, Lotteria, Jollibee, đó, rất là tiện gọn các bạn nha, pizza nha. Đó. Còn loại này thì chúng ta thường thấy trong gia đình các bạn. Đó, ăn thường xuyên các bạn nha. Còn loại lớn hơn này á, thì gia đình cũng có, nhưng mà đa số thì mấy quán ăn á, nó chủ loại là cỡ này mà lớn hơn các bạn nha, là bự lắm, mấy lít luôn á, nó tiết kiệm hơn các bạn. Rồi mình sẽ thử coi ba loại này cái vị nó có giống nhau các bạn nha, cái độ cay như thế nào nha, mình sẽ thử các bạn nha. Ok, đây mình sẽ khui ba cái loại ra. Cái chai này mình đã khui được rồi các bạn, sử dụng rồi các bạn nha. Hai mặt hai loại này thì mình sẽ thử các bạn. Đây, ba cái màu mình đã sử dụng cho ba cái loại luôn các bạn nha. Kéo đâu, kéo đâu. Đây, đây sẽ nha, tương ớt đó, cho đi mét nha. Mình sẽ cắt. Rồi, cho vô đây. Rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ khui cái Cholimet này. Thì cái chai Cholimet lớn này mình đã khui rồi á, nên cái vị nó sẽ không bằng lúc mà mình chưa có khui rồi nha, phải thông cảm nha. Đây, cái chai lớn này mình đã nhà mình đã sử dụng được thời gian rồi. Ok, các bạn nhớ lấy cái nắp này nha, nhiều người không biết á, bóp mà bóp hoài sao nó không đi xuống, bóp hoài đi xuống. Do đó nè, bạn xíu không mình kéo rồi đó. Xuống này à. Ok, qua đây này. Đây. Thằng này xuống ra gọt rồi. Ây da, mình thử trước các bạn nha. Thì mình sẽ thử cái loại đầu tiên là cái loại bịch nhỏ các bạn nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ thử trước. Một cái là chân của chơi mát các bạn. Mình sẽ thử 3-2kg luôn các bạn, lỡ thử rồi. Này mẻ thơm hơn các bạn ơi, cái hàng này chai nè, thơm mũi nồng hơn cái bịch nha các bạn nha. Thằng này kiểu như
mình đã khui thời gian các bạn, nên nó có kiểu cái mùi nó kiểu mùi lên men các bạn, không có được thơm mà kiểu như cái mùi là chỉ có mùi hơi chua chua lên men á, khi mà các bạn ăn lâu rồi các bạn. Ok rồi, mình sẽ thử cái hàng gói coi nha các bạn nha. Thì khi thử mình sẽ nhắm mắt lại để mình cảm nhận được cái vị giác, tính giác, những cái gọi là những cái giác quan mà lưỡi nè, mũi, miệng này đó, cảm giác sẽ tốt hơn các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ cảm giác như là vị ngọt, sau đó vị hậu đó là vị cay các bạn nha, vị cay. Thì chưa biết là nó đã nêm cái vị đường mặn ngọt á, cay đó nó cân bằng nhau nên ăn rất là dễ ăn các bạn nha, so với cái hãng tờ tương khác. Cái màu này á, nó nhắn nữa pha màu phẩm màu các bạn, chứ không nữa là màu đỏ tươi đẹp gì được. Ngon các bạn nha. Chấm cái này mà chấm chấm cái đồ chiên giò là ý nha. Đây, trong cái hình mà thấy không, là mực chiên giò các bạn. Đó, mực chiên giò, mực chiên xù á. Cái này chấm mực chiên giò, mực chiên xù, pizza, cái mấy cái đồ mà chiên, cáp xe, đồ ăn nhanh thì thôi, khỏi bàn luôn. Quá chuẩn các bạn ơi. Các bạn có thấy tại sao mà mấy cái chỗ ngoài nó hình chơi, dùng cái hãng chơi máy là lý do vậy? Ăn mấy đồ chiên ngon hơn là mấy cái hãng khác. Nó cân bằng cái vị rồi, mặn ngọt chua. Thành phần nước đường ớt 25%, muối ăn, cà chua, chất ổn định, tỏi, chất bảo quản, chất điều vị. Để coi cái hàng cái chai này nha. Nó bị xúc cái miếng ra. Nước đường, muối, nước đường ớt 25%. Wow, có sự thay đổi với các bạn. Trong cái thành phần của hàng chai này là nước đường ớt chỉ có 22%, mà này tới 25% nữa các bạn. Cái loại này nên cảm giác sẽ cay hơn nha. Cái gì mà cứ thắc mắc hoài, tại sao cái hàng chai lớn này nó lại không cay bằng chai nhỏ? Còn cái hàng bự nhất thì bao nhiêu đây? Bữa nhất này nước đường ớt 25%. Bộ này đắt cũ hay sao trời. Đúng như vậy mà ta. Rồi mình thử cái hàng chai lớn các bạn nha. Mày chắc bảo đảm sẽ vị sẽ khác nữa. Cũng như sao các bạn đúng như mình nói, các bạn mà tới ớt mình đã lâu các bạn, nó sẽ lên men, vị ớt sẽ giảm mà vị chua sẽ tăng, nó lên men các bạn thì sẽ không ngon mà nha. Các bạn lưu ý nha, đây ghi là hãy sử dụng 2 tháng sau khi mở nắp là cũng đúng các bạn. Các bạn để lâu nó sẽ mất vị ớt nha, nó không còn ngon cay thơm các bạn. Nó các bạn lưu ý nha, nó thấy bạn thấy không, hai vị này nó tương đồng nha, cái vị này bị chua vì nó đã để lâu các bạn. Các bạn tư ý nếu mình ăn thì phải sử dụng liền trong 2 tháng bạn nha. Chấm ăn này cay cay ngọt ngọt thơm, quên này nó bị chua chất quất. Rồi mình sẽ thử với mấy cái đồ ăn mà nhà mọi người hay ăn, đó là như bánh mì. Mình không có đồ ăn nhanh này như bánh mì cơm, ví dụ những đồ ăn mình hay ăn thường xuyên nhà các bạn. Đấy, như là bánh mì ví dụ các bạn nha. Đó, như là cơm. Đó, thấy không? Mình thử ổn miếng mì nha. Mình thử bánh mì đi. Như bánh mì với cơm là các loại đồ ăn các bạn là thường xuyên mà mọi người thường ăn á. Ở nhà bánh mì, mì gói với tôm vậy đó. Đó, các bạn thử coi ngon không nha. Như bánh mì đi. Nè, thử nha. Đó, mình thử mình một xíu.
các bạn đang thấy màu không? Rất là đẹp, tại vì cái màu này nó thấm màu các bạn, chứ màu ớt không bá màu gì đâu mà. Đó, mình không biết cái lượng bao nhiêu sẽ an toàn, nhưng mà cái màu này khá là đậm màu các bạn nha. Ai, màu nhiều quá cũng không tốt các bạn, mà lưu ý nha, màu tự nhiên mới tốt nhất nha. Còn màu mà sặc sỡ gì á, không chắc là đã tốt các bạn nha. Thử coi. Ngon các bạn. Nên mình chanh tương ngon. Bây giờ mình sẽ thử cái loại tương ớt mình để lâu rồi. Có hơi ngon nữa nha. Mà vẫn vậy các bạn, nhưng mà mình sẽ thử cái vị coi nó đã thay đổi như thế nào sau một thời gian dài mình đã sử dụng rồi. Chắc chắn là cái này mà nó dùng trên 2 tháng các bạn nha. Cái màu nó mới nó có mùi chua chua vậy đó. Ăn cảm giác như là tương ớt mà lai tương cà các bạn. Cái mùi chua chua. Sao ngon các bạn nha. Giảm đi khoảng còn 6-7%. Các bạn lưu ý nha. Giảm 6-7% cái độ ngon các bạn. Và lưu ý nếu mình để lâu á. Những cái tiệm nào mà nó làm mẹ tương ớt bự nè, mà xí hấp chai á, nếu mà dùng hết á, nguy cơ là nếu các bạn mà ăn nó sẽ có đợt sau cùng á, sẽ không ngon các bạn nha. Còn mấy chỗ mình được ăn nhanh thì nó dùng cái bịch này không nói là các bạn, bảo quản tốt hơn, hương vị tốt hơn, ít bị lên men các bạn, là không khí không có vô á. Rồi mình sẽ thử với cơm các bạn nha. Cho miếng cơm nào, cho miếng cơm vào đây đi các bạn nha. Đây thử nha. Ngon mà ăn không ngon. Cơm nguội, cơm nguội chấm tương ớt, đơn giản ai cũng ăn được. Giờ mình sẽ thử với cái tương này có ngon không nữa. Sự kết hợp giữa mùi cơm, cơm nguội cộng với mùi tương chua. Không nhìn bớt đi bị ngon liền hẳn. Ăn bánh mì ăn cái này có hợp hơn là ăn cơm các bạn. Còn bữa nào mình làm mì gói cho các bạn ăn thử. Mì gói ăn cũng ngon các bạn nha. Ok, vậy là xong cái phần tương ớt các bạn nha. Đó, thì cái tương ớt này á, mình nói thêm nữa là tương ớt này mà các bạn dùng nấu ăn á, sử dụng được khá nhiều món. Các bạn có thể xem lại những cái bài nấu ăn của mình lúc trước á, như cái mấy cái bài gỏi, gỏi sứ gà xé nè, mình hay dùng cái tương này. Đúng ra dùng tương cái gừng hoa cũng ngon các bạn, nhưng mà mình dùng tương này cũng được. Gỏi á, các bạn hay dùng gỏi mà chỗ muốn trộn ngon á, phải thêm xíu tương. Không, các bạn có những món như là rượu chiên, dầu không nói các bạn nha. Đó là khỏi nói là ăn với tương này quá chuẩn rồi. Hạn như các bạn nấu gà, các bạn muốn luộc cho nó thơm ngon á, gỏi chứa xíu tương ớt trong cái phần mà luộc gà các bạn, nó cũng hơi tạo màu và tạo cái vị khá là ngon các bạn nha khi các bạn luộc gà. Rồi còn món nào đúng không ta, nhiều quá mà mình không nhớ luôn trời. Món xôi cũng được, xôi mặn các bạn cũng ngon nha. Xôi ăn này cũng được, xôi mặn nè. Bánh mì khỏi nói rồi, bánh mì các bạn hãy xem những bài trước mình ăn những bánh mì với này quá chuẩn cũng ngon các bạn. Lẩu cũng được các bạn, chấm hải sản cũng ngon nha. Chung tương ớt này dùng được phổ biến nhất so với tương cà và tương đen các bạn nha. Đó. Ok, còn món gì nữa mình sẽ đề kê sau các bạn nha. Đó, nhiều món quá. Rồi tiếp theo các bạn nha, mình sẽ làm tương cà.